Đây là cái bộ áp khí ga test hiện nay ở Tây Ninh cũng còn một số năm chưa sử dụng nè. Nó là cũng từ Malaysia, và đây là cái lắp chóp của nó nè, là bằng cái kim loại luôn nhé, kim loại nhưng mà nó là sắt nên một thời gian nó sẽ bị xét sắt xi. Và đây là cái túi khí, túi khí là một cái ống cứng, thì ở đây nó hoạt động trên cái cơ chế đây là cái van một chiều, và một chiều thì nó rất là khó gỡ, phải đóng một cái nắp này nữa để nó không làm nước vô trong cái phía bên trong cái van, nó làm hư cái van, nó phải đóng một cái nắp khá là chặt. Nên ai làm trong nông trường nó xài cái này á, sẽ rất là cực ở cái khâu mà bơm khí, và nó còn có một cái khâu rút khí nữa. Tại vì chẳng hạn như trong túi khí của mình á, mình xài xong thì nó sẽ có một cái là khi mà mình bơm á, mình phải xả khí ở trong thì mình mới bơm tiếp vô để nó loại những cái khí không tinh khiết ở trong ra. Thì còn cái này á, nó sử dụng trên cái cơ chế, thật ra cái này định lượng được nhưng mà nó chỉ có một cái khuyết điểm là còn lượng khí trong đây. Nó định lượng bằng cách nào? Định lượng ở đây là chẳng hạn như là trong cái bình, trong cái áp suất của cái đầu ra của cái bình khí á, mình chỉnh áp suất là 2 thì cái áp suất trong đây là 2, nó là cái định lượng. Chẳng hạn mình chỉnh 3 thì tất nhiên cái lượng khí vô trong đây nhiều hơn, mình chỉnh 1 thì tất nhiên cái lượng khí vô trong đây ít hơn. Thì đối với một cái phương pháp này thì nó định lượng cũng như vậy. Thì nếu mà công nhân họ chỉnh lên áp suất là 3 thì tất nhiên là cái thằng này nó sẽ bị cái tình trạng là nhiều khí quá và cây cho mũ quá nhiều. Còn nếu họ chỉnh đúng á, theo mình biết những cái van của nông trường á, họ sẽ cố định, có nghĩa là họ sẽ cố định cái áp suất và họ dùng cái van nó chỉ có một cái đồng hồ thôi, và đồng hồ đó là đồng hồ của bình chứ không phải là đồng hồ ra của cái súng. Thì họ sẽ chỉnh cố định cái áp suất ở đó ở cái mức 1 đến 1.5. Thì khi mà công nhân bơm thì nó sẽ cố định ở mức đó, thì lượng khí cố định, nhưng mà nó sẽ xảy ra một cái vấn đề. Là vấn đề đó thì chắc bạn Thắng biết. Thì mình bạn Thắng này. Vấn đề là công họ bơm như thế nào? Thì ngày xưa đó là cái bình có định lượng á, thì bên nông trường thì cũng nghe những người công nhân ngày xưa bên nông trường nói lại là ở bên đó thì khi kỹ sư bên đó thì có chỉnh cái lượng khí và cái áp là cố định, và người ta đã niêm chì và khóa lại rồi. Nhưng mà khi mà công nhân ra ngoài làm ấy, thì ngày xưa là thường ăn cái sản lượng vượt mũ vượt, cho nên là ra ngoài cứ mình ra ngoài cái công nhân mới tháo ra và xiết thêm vô. Tháo ra đơn giản nó chỉ là cái khóa lục giác chì vô đó. Thì bây giờ là mình tháo cái niêm chì ra, mình lấy lục giác mình băng lên, băng hết lên. Thì khi mà bơm vô thì cái lượng khí nén ở đây nhiều, nên là có trường hợp là bị bung cái nút này ra, mình đóng mà bơm nén quá thì nó bung cái đầu này ra. Còn những cây mà không bung đầu này ra thì cái lượng khí quá nhiều, cho nên là dẫn tới cái tình trạng mà sau một thời gian thì cây bắt đầu nó bị xuống sức, nó bị si cây. Là thì có trường hợp là ngày xưa là cũng làm mà cũng bỏ là lý do đó. Thì cái đó là được chia sẻ từ những người mà làm ngày xưa làm công nhân từ nông trường, kể lại là như vậy. Và cái khâu đấm nắp chóp, khâu bơm khí rất là cực khi sử dụng van một chiều. Khi cái khâu bơm khí sử dụng van một chiều này nè, là cái đầu bơm này của mình á, là bắt buộc là mình phải xài cái đầu bằng thiết, đầu bằng sắt nó cứng, mình ém vô đây thì nó mới tạo ra một cái độ kín mà mình bơm, nó mới có đủ cái lực nén mà vô đây. Là mình xài đầu mềm gắn mạnh không thể bơm được, thì nó có áp suất không thể bơm được. Và khi mà đi rút ra thì có một cái bác kia ngày xưa bác cũng sử dụng cái ga test này, và bác có một cái đồ rút, khi bác cắm bác có một cái đồ rút làm như cái tay bơm vậy đó, bác phải rút cái khí trong đây ra, xong bắt đầu bác mới bơm cái khí vô lại. Thì khi bác rút á, bác kêu là cái này em mới thấy lạ, em hỏi cái này là cái gì vậy bác. Bác hỏi cái đó là cái đồ rút khí ở trong cái ga test ra. Thì bác cắm vô vậy, bác bóp, bác rút làm như xi lanh của mình, y như cái cơ cấu xi lanh của mình, mình cắm vô và mình rút ra, rút ra để tạo cái chân không ở trong đây, tạo chân không ở trong đây. Thì khi mình bơm khí vô, mình để đây, mình bóp thì khí mới vô được. Thì bây giờ khi mình bơm vô đây rồi thì cái cây có hấp thụ đến chăng nữa thì trong đây nó cũng vẫn còn khí, nó không thể nào hết được. Mà bây giờ mình chỉnh cái định lượng là ví dụ như 1.3 đi, 2.3 đi, trong đây nó vẫn còn cái lượng như vậy, mình bơm vô thì nó càng ngày nó càng nén, không càng nén cái áp suất nó không nén, áp suất càng bằng. Dạ. Cái hạn như trong đây cái thì nó còn cái một thì nó không sẽ... cái lượng. Dạ. Bơm M2 thì nó vô đây nó bằng là 2, thì cái khi mà mình bơm kiểu đó thì cái lượng khí nó sẽ không vô đây được, nó lượng khí nó sẽ không vô đây được, thì dẫn tới tình trạng là cái cây của mình làm không hiệu quả. Thì... với lại vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề quy trình đó, là có khả năng là rút khí, nhưng mà khi mà thực tế người ta làm cái khâu đó nó bỏ đi mất cái khâu đó, không rút
không rút khí ra, thì mình cứ để vô mình bơm. Thì trong đây nó với lại cái áp suất ở ngoài nó đối áp nhau, mình bơm thì mình bơm vậy, nhưng mà thực sự nó cũng chẳng vô đây được bao nhiêu. Nó đôi không còn vô, tí mình vô chỉ ít thôi, tí tinh khiết trong đó nữa. Với lại một vấn đề là đây là cái vai một chiều mà bên mình cũng có phát triển, nhưng mà khi mà thực tế đó thì thời gian nó lại quá lâu đi. Tại vì khi mà bạn bơm vô thì là khí nó vô, nhưng mà nó khó khâu là cái phần định lượng nó sẽ khó chính xác. Tại trong đây nó là một cái lò xo với một cái sim ở trong đây để nó bịt cái chiều ra đi, thì bạn phải bắt buộc phải tạo một cái áp suất đầu vào nó phù hợp, thì lúc đó nó sẽ chỉ dùng cái van cần gạt, mà cái van cần gạt thì nó lại lâu, nó lại tốn thời gian, và đồng thời nó lại có cái nữa là nó lại mất tiền nữa. Lại vấn đề thứ hai là sau khi bạn bơm xong rồi bạn đến lần sau bạn bơm khí á, thì bắt buộc là bạn phải xả cái hắn gắn như anh này, cái cầm tay khó gắn, bạn phải xả cái khí trong bịch ra. Em thổi nên bịch nó to chút. Bạn phải xả cái khí trong bịch ra thì nó xảy ra vấn đề là vai một chiều thì nó không có bị tình trạng là khí ra nè. Nhưng mà khi mà bạn bơm mới thì bây giờ cái khí trong đây nó không còn tinh khiết, nó không phải còn khí ethylene nữa, thì bạn phải xì cái này ra. Thì bạn một là hai cách, bạn rút cái này ra, rồi bạn xả, rồi bạn đóng lại. Rồi còn cách thứ hai, cách này thực ra là nhanh nhất, cách thứ hai còn chậm hơn. Cách thứ hai là bạn sẽ lấy một cái cây sắt hay là cây gì đó cứng, và ở đây trong đây nó sẽ có một cái ti nhựa, em có một cái nối với lò xo, bạn phải nhấn vô và bạn xả khí đó. Giờ xả khí mới ra nè, thì cái thao tác cái tay của bạn rất là lâu, có nghĩa là bây giờ bạn phải, nói chung là nó sẽ tính ra so với nắp chóp so với nắp chóp hai chiều á, thì mình thấy là về cái thời gian của nó là nó như nhau. Không, cái thời gian này nó còn nhanh hơn nữa, và cái thời gian này nó lâu hơn và nó nhiều công đoạn hơn. Nên sau khi một thời gian mình ngâm cú, mình không bao giờ sử dụng từ nghiên cứu, tại vì mình không có trình độ đến sử dụng từ nghiên cứu. Mình ngâm cú thì mình thấy là cái này nó thật sự là nó không hiệu quả, nên mình đã chấm dứt cái dự án làm nắp chóp có một chiều đó. Vấn đề là tại sao, có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình thấy bên Malai cái bộ Gatex nó làm van một chiều mà sao anh không làm van một chiều. Tại vì mình thấy thật sự là mình cái hiệu quả thật sự nó mang tới nó không bằng, và cái chi phí cái này nó sẽ cao hơn nhiều. Và thứ hai là cái này nó sẽ không bền bằng cái kia, cái PVC dẻo anh bỏ trong ngoài không khí, anh bỏ mấy năm cũng được. Còn cái này thì nó là nhựa cứng, bắt buộc phải làm nhựa cứng, thì bỏ trong một thời gian mà có nắng vô thì nó sẽ giòn và nó sẽ hư. Ở trong đây cái lò xo nữa, cái lò xo thì tất nhiên lò xo inox thì giá mà nó nhỏ thì giá nó cao lắm, nên phải dùng cái lò xo xi. Mà lò xo xi nước vô trong đây thì nó sẽ bị mất cái đàn hồi, nó bị mục và nó mất cái đàn hồi đó. Vì đó là lý do tại sao mình không có xài nắp van xả một chiều, và mình đã loại nó ra khỏi cái phần ngâm cứu của mình trong năm 2012 trở đi. Mình không còn ngâm cứu về nó nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.